Đỗ Dũng xin kính chào khán giả của Người Việt TV. Bắt đầu bản tin hôm nay là tin liên quan đến đêm giao thừa đón năm mới 2011. Theo truyền thống đã có từ hơn một thế kỷ của thành phố New York, mỗi đêm cuối năm sẽ có nghi lễ hạ một trái cầu bằng pha lê thắp sáng từ trên đỉnh chiếc cột cao rơi xuống mặt đất ở công trường Times Square đúng vào giờ phút bước sang năm mới. Hôm thứ Năm vừa qua, trái cầu chào đón năm 2011 đã được cho chạy thử để mọi việc sẽ diễn ra êm ả à vào đêm mai. Không thể có trục trặc bất ngờ, Giờ phút đón chào năm mới ở công trường Times Square với sự chứng kiến của hàng trăm ngàn người và một tỷ người trên khắp thế giới theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Hiện nay trái cầu pha lê do hãng Waterford Crystal chế tạo nặng tới 5 tấn được thắp sáng bằng đèn gắn bên trong. Một phút trước nửa đêm, từ trên cao 141 feet, trái cầu sẽ từ từ hạ xuống theo thân cột. Tới đúng 0 giờ 0 phút đến trên cột, đèn tắt cùng lúc với một hàng chữ số 2011 được bật sáng. Trong buổi thử nghiệm, trái cầu được đỡ bằng những bong bóng đặt sẵn gần dưới chân đất để nếu sự va chạm nào có xảy ra thì cũng chỉ nhẹ nhàng mà thôi. Trong khi đó thì cuộc diễn hành hoa hồng mang tên Rose Parade hàng năm sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau, tức là ngày 1 tháng Giêng năm 2011 tại đại lộ Orange Grove và kéo dài trên đại lộ Colorado ở thành phố Pasadena, miền nam California. Đây là lần diễn hành thứ 122 với chủ đề xây dựng ước mơ, tình bạn và kỷ niệm và sẽ có tổng cộng 98 chiếc xe hoa và xe ngựa của nhiều cơ quan, công ty, tổ chức, hội đoàn, trường học, không chỉ của California mà của nhiều tiểu bang khác. Diễn hành Rose Parade thường được hàng trăm ngàn khán giả đến xem và hơn 50 triệu khán giả theo dõi qua truyền hình. Chiếc xe hoa của tổ chức Donate Life sẽ là chiếc thứ 22 trong đoàn diễn hành, có hình của 60 người đã qua đời nhưng cống hiến các bộ phận trong cơ thể cho người còn sống. Một trong những người này là nhà báo gốc Việt Nguyễn Huy Vũ, từng làm phóng viên cho Nhật Báo The Orange County Register và The Daily Priest. Chương trình năm nay sẽ được chiếu trực tiếp trên các đài truyền hình KNBC số 4, KTLA số 5, KABC số 7, KMES số 34, HGTV và Hallmark Channel. Giới hữu trách quận Cam miền Nam California đang điều tra việc có từ 8 đến 10 người dùng ghe nhỏ đổ bộ lên khu vực bờ biển thuộc công viên Crystal Cove State Park, rồi sau đó vứt bỏ lại chiếc áo phao và một số quần áo trước khi lẩn trốn mất. Những người này xâm nhập lên một bờ biển ở về phía nam thành phố Newport Beach hôm thứ Ba vào lúc khoảng 7 giờ sáng. Giới chức biên phòng Mỹ nói rằng nhóm này dùng một chiếc ghe nhỏ loại panga của ngư dân Mexico và thường được sử dụng vào việc chuyển vận bất hợp pháp dọc theo bờ biển. Một người tình cờ đi chơi ở bờ biển Morro Beach thuộc Crystal Cove đã gọi cảnh sát để thông báo việc này. Các giới chức di chú nhận được một báo cáo là có chiếc ghe thứ nhì chạy về phía nam của bờ biển chỉ ít phút sau khi chiếc ghe thứ nhất đổ bộ lên bờ. Đây là một trong những vụ mới nhất của hướng xâm nhập mới trong hoạt động đưa lậu người vào Hoa Kỳ từ Mexico, cũng như những điểm xa hơn về phía nam. Các xe ghe Panga thường chở được từ 25 đến 30 người và thành phần đưa người trái phép dùng máy định vị GPS để tìm đến khu vực đổ bộ. Cụ rùa hồ gươm ở Hà Nội bị một vết thương lớn ở cổ và nhiều vết thương khác trên mình. Tin và hình ảnh được phổ biến trên trang mạng VnExpress hôm 30 tháng 12 cho thấy cụ rùa hồ gươm có một số vết thương khá mới khi cụ nổi lên mặt nước. Báo này dẫn lời giáo sư Hà Đình Đức, người có nhiều năm nghiên cứu về cụ rùa cho hay. Việc rùa tai đỏ trên lưng cụ rùa cho thấy có thể chúng đã và đang gặp mai cụ. Rùa tai đỏ là một trong một trăm loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. Rùa này cũng sinh sôi nảy nở rất nhanh, tương tự như loại ốc bươu vàng. Trong khi đó, rùa hồ gươm hiện vẫn đợi dẫn đầu danh sách các loại nước ngọt có nguy cơ tuyệt chủng theo đánh giá của Tổ chức Bảo tồn Quốc tế công bố hồi tháng 9. Trên thế giới hiện chỉ còn có bốn con rùa thuộc loại hồ gươm, trong đó một con sống ở hồ này và một con sống tại hồ Đồng Mô, tỉnh Sơn Tây. À, à, xin lỗi quý vị, huyện Sơn Tây, Hà Nội. Hai con còn lại được nuôi nhốt tại Trung Quốc. Giới chức Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan cùng các nhà khoa học đưa ra biện pháp xử lý rùa tai đỏ ở hồ Gươm. Yêu cầu này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều thông tin cảnh báo về việc cụ rùa hồ Gươm bị ảnh hưởng rùa tai đỏ. Hãng tin AP hôm thứ Năm cho hay cựu Tổng thống Israel ông Moshe Kassab bị kết tội hiếp dâm một nhân viên khi ông còn là bộ trưởng trong nội các. Hiếp dâm là một trong những tội trạng trầm trọng nhất đối với một giới chức cao cấp trong chính phủ Israel và làm cho dư luận cả quốc gia này phải bàng hoàng. Ông Kassab năm nay 65 tuổi có thể bị án tù từ 4 đến 16 năm về các tội bị truy tố. Trong đó có hai tội cưỡng hiếp một nhân viên vào năm 1998 khi ông là bộ trưởng bộ du lịch và các tội khác liên quan đến việc có hành động sổ sàng cũng như đòi hỏi tính dục hai nữ nhân viên khi ông còn là tổng thống. Ông Kassab phục vụ với tư cách bộ trưởng trong một số chính phủ do đảng Likud lãnh đạo trước khi ông được bầu làm tổng thống, một chức vụ chỉ có tính cách lễ nghi nhưng được coi là khuôn mặt của Israel trên trường quốc tế. Ông Kassab đã bác bỏ các lời tố cáo trước đây, cho rằng mình bị truy tố vì thuộc sắc tộc Sepadic gốc gác ở Iran vốn bị coi không thuộc giai cấp thượng lưu. Ông Cassap rời khỏi phong xử mà không có lời phát biểu gì với báo chí. Ông bị ra tòa, ông bị tòa ra lệnh phải giao nạp sổ thông hành trong khi chờ đợi ngày ra tòa để nghe tuyên án. Và bản tin cuối cùng trong chương trình tin của Người Việt TV hôm nay là cũng tin liên quan đến giao thừa tại vùng miền Nam California. Vào tối mai 31 tháng 12, nhiều nơi tại miền Nam California sẽ tổ chức tiệc giao thừa đón năm mới 2011. Tại Costa Mesa, New Year's Eve block party sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối cho tới 2 giờ sáng hôm sau tại khu hội trợ Fairgrounds với nhiều ban nhạc biểu diễn và hàng chục quầy thực phẩm và nước uống. Tại trung tâm thành phố Fullerton, chương trình đón giao thừa cũng bao gồm trình diễn nhạc, ăn uống, triển lãm và trượt băng. Cũng có nhiều chương trình cho trẻ em như vẽ mặt, nhảy nhà hơi, đuổi bắt. Tại Long Beach và Newport Beach, New Year's Eve Yacht Party bao gồm đi du thuyền dài 116 feet trên biển trong 4 giờ đồng hồ được ăn uống, nghe trình diễn nhạc sống trên tàu. Vé tham dự từ 140 đô la đến 170 đô la một người. Ban tổ chức cho biết New Year's George Party luôn bán hết vé trong 7 năm qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Tin tức của người Việt TV. Hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất Người Việt nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414 892 9414.